Chị cần chị xíu. Chưa biết luôn, chưa đủ, mới có 2 tháng. Chắc con trai quá. Tính ra chị Hiền mà bầu giờ là cũng đẻ được cỡ giống em, cỡ tháng 10. Chắc là hiện tháng 9. Chị ơi, rảnh không? Chị ra mặc ói quá kìa, qua cầm máy hẳn cái. Thấy cái mặt tái mà cái tay mình run luôn á. Tài lắm. Cố gắng. Thank you.
Chạy nước mắt rồi. Chạy xe đi ban này. Điều mụ không?
Do bữa trước chị bị, chị có ăn gì không chị?